Ngày 23 tháng 3, đại diện Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Bình Trưng Tây phát hiện hai thanh niên lén lút dán tờ rơi cho vay tín dụng đen lên cột điện, tường nhà dân, tủ điện. Hai thanh niên này sau đó đã phải đi gỡ hàng nghìn tờ rơi đã dán trước đó. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 23 tháng 3, trong lúc Công an đang tiến hành tuần tra trên địa bàn phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, bất ngờ phát hiện hai thanh niên có dấu hiệu nghi vấn dán tờ rơi tín dụng đen nên mời về phường làm việc. Bước đầu xác định hai người này là Mạc Vũ Hoàng Phúc, 18 tuổi và Trần Linh Thiện, 19 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai. Quá trình làm việc, hai thanh niên khai nhận được những người cho vay nặng lãi thuê đi dán tờ rơi tín dụng đen ở khu vực thành phố Thủ Đức với mức giá 150.000 đồng một người một ngày. Tuy nhiên không biết người thuê là ai vì trước đó chỉ liên lạc qua điện thoại. Việc đi dán tờ rơi chỉ diễn ra lúc rạng sáng bởi thời điểm này vắng người. Kiểm tra phòng trọ của hai người này, công an phát hiện thêm hàng chục nghìn tờ rơi với nội dung cho vay. Cùng ngày, Công an thành phố Thủ Đức đã dẫn hai thanh niên trên đến những tuyến đường đã dán tờ rơi trước đó, yêu cầu gỡ các tờ rơi đã dán và khắc phục hậu quả. Theo cơ quan chức năng, quảng cáo cột điện đang là một vấn nạn của xã hội, không chỉ làm nhếch nhác bộ mặt đường phố, mất mỹ quan đô thị mà còn gây nhiều tác hại cho đời sống. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, đây là cách kẻ xấu dùng để quảng cáo nhằm lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin, đưa họ vào những cái bẫy được dựng lên hoặc cho vay với lãi suất cắt cổ.